Chào mừng quý khách đến với video dự báo thị trường nhà ở thành phố Brampton phần thứ nhất. Brampton là một trong những thị trường phát triển mạnh nhất của tỉnh bang Ontario. Trong vài năm vừa qua, thành phố Brampton là một trong những vùng ngoại ô nổi tiếng nhất của thành phố Toronto với tốc độ phát triển nhanh chóng trong nhiều năm vừa qua. Brampton là thành phố lớn thứ ba trong vùng đại đô thị Toronto, được gọi tắt là GTA, sau thành phố Toronto và thành phố Mississauga. Đây cũng là đô thị đông dân thứ 9 trên toàn Canada. Thành phố Brampton là nơi sinh sống của gần 650.000 cư dân. Giá bất động sản trung bình trên thị trường nhà ở của thành phố Brampton hiện trên 1 triệu gia kiều. Theo Hội đồng Bất động sản thành phố Brampton vào tháng 1 năm 2020, giá bán trung bình trên tất cả các loại nhà ở thành phố Brampton khoảng 760.000 gia kim. Vào cuối năm 2020, giá tăng đã lên tới 970.000 gia kim và giá ngày nay là trên 1 triệu gia kim. Điều này có nghĩa là giá nhà trung bình đã tăng hơn 40% trong 2 năm vừa qua. Theo số liệu từ Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto, được gọi tắt là TREP, giá trung bình của thành phố Brampton cao hơn so với các thành phố khác như Toronto East, Toronto West, thành phố Ajax, thành phố Oshawa và cả thành phố Mississauga. Tuy nhiên, giá trung bình của thành phố Brampton vẫn thấp hơn các khu vực như Oakville, thành phố Vaughan, trung tâm thành phố Toronto và những nơi khác. Về doanh số bán, khi nhìn vào số liệu của tháng 11 năm 2021, thành phố Brampton có doanh số bán nhà lớn nhất trong vùng GTA, với hơn 820 doanh số được bán ra. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video dự báo thị trường nhà ở thành phố Brampton phần thứ nhất. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc số 416-669-7363 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và condo. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách trong thời gian này, tiền khuê hồng cho team Quang Lâm chỉ có 1% mà thôi. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong video phần thứ 2.